Chào cả nhà nhá. Hôm nay Lisa không có ra mặt. Tại vì bí mật quân sự. Thuê tụi nó ba que để tụi nó có tiền đi biểu tình. Cái gì? Vụ gì vậy?
Hello, chào các bạn nhé. Có ba que vào đây hả các bạn? Em xin chào chị gái, lâu lắm em mới gặp chị ạ. Chào cả nhà. Chị cứ chọc chó thế. Lâu lâu chọc đó, cho nó đỡ buồn. Có bọn đấy nó cũng đỡ buồn các bạn ạ. Mà bọn đấy nó chống cộng hay kiểu gì, nó chỉ làm cho người Việt thêm yêu nước thôi, đúng không? Nó chống xong nó xuyên tạc, xong nó làm cho tất cả mọi người điên tiết với chúng nó, xong rồi chửi chúng nó. Cái cách của chúng nó chống cộng chỉ để cho người ta thêm yêu nước thôi, cho nên đôi khi cũng cần phải có chúng nó cho nó vui. Tại chúng nó nếu mà nó chống cộng mà nó chống đàng hoàng thì đâu có ai chửi lại nó làm cái gì, đúng không? Ok, nó suốt ngày nó khen, đâu có ai muốn chửi nhau với chúng nó đâu. Chúng nó khen hải ngoại hay lắm, đẹp lắm, rồi cái gì cũng tốt hết, rồi nó xuyên tạc Việt Nam. Xong lấy ba que mà sọc có hay ra cái kia, hình như là nó chắc mình phải vẽ cái gì đó đỏ đỏ vào nhìn nó ói ói hết máu ra. Nằm vườn rau ba que nó đâu còn sức mà thuê nó em ơi. Sao không thuê ba que làm đi, sao già rồi thì làm sao mà làm được nữa. Những cái thành phần chống cộng toàn những thành phần già, mấy này cũng tội nghiệp cho người ta lắm, nói thật một câu là như thế. Tại vì cái bọn đấy nó bị cái bọn băng đảng cộng đồng nó bắt nạt, xong rồi nó đe dọa người ta đó, các bạn thấy không? Nó người người ở bên này chúng nó bỏ tranh đấu cho tự do, mà người ở bên này sống không phải lệ thuộc vào cái băng đảng cộng đồng đấy, mà chúng nó suốt ngày chúng nó đe dọa người ta thôi. Thì mọi người thử nghĩ xem là chúng nó tự do không? Nó tranh đấu thì nó phải để cho người ta tự do, người ta nói phản biện chúng nó chứ. Đây cứ ai nên phản biện là bắt đầu nó chửi người ta, nó đe dọa rồi nó giết rồi nó đốt nhà rồi, mà nó đâu có làm được cái mẹ gì đâu. Nếu nó làm được những cái chuyện đấy á thì nó đã không chạy. Nó đã làm vùng như là Việt Cộng ngày xưa, nó đã không tụt quần nó chạy. Đúng không các bạn? Khi nào không còn ba sọc lo chắc chắn đi xà buồn. Yeah, đúng rồi. Tại vì không còn ai để chửi chúng nó nữa. Chị nói hoàn toàn đúng ý em. Đúng rồi, tại vì mình sống ở bên này mình hiểu được cái người ở bên này, các bạn biết không? Đôi khi mình nói ra đây có những người á, người ta không thích cộng sản thật nhưng người ta vẫn cứ mừng. Tại vì người ta không dám nói lại chúng nó. Cho nên khi mà mình lên tiếng, mình chửi lại, mình nói ra những cái không tốt của chúng nó thì người ta mặc dù không thích cộng sản nhưng người ta vẫn cứ thích. Tại vì nói đúng. Đúng không? Nó cứ đe dọa hết người này người kia, xong rồi nó chửi người ta, rồi nó cứ động ai nói ngược lại với chúng nó là nó bảo cộng sản. Thế nhưng mà khi mà mặt giáp mặt với mình ấy thì nó lại không dám dám nói năng gì. Bố đứa nào dám chỉ mặt Nê Xà nói mày cộng sản, mày về Việt Nam đi, đố đứa nào đứng trước mặt Nê Xà nói như vậy đấy, đọc cho rụng răng đấy chứ này. Cộng sản nó đuổi luôn cả ông thủ tướng Úc đi. Ông ấy sang Việt Nam, ông bắt tay với cộng sản làm ăn ấy. Thế nào ông nào cộng sản à? Cái bọn này nó ngu nâu rốt bền lắm. Ba que sắp tuyệt chủng. Đúng rồi. Nói chung là đây là mình nói. Cái thứ nhất là nói. Nên đây các bạn nhìn này. Mình không phải chịu khó đâu. Mình chẳng muốn làm vườn đâu. Thế nhưng mà lên livestream xong rồi làm một tí để cho nó năng động ấy. Chứ lười chết luôn. Ba cái việc này. Hút luôn một mớ sọc vào thùng rác luôn cho nó chất. Yeah. Xong rồi. Có nhiều người hôm qua mình mới đi lên trên mạng, lang thang trên YouTube.
xem mấy cái người ở bên này mới qua đấy, người ta qua đây cũng mấy năm rồi, xong rồi mua nhà mua cửa xong lên mạng nói là nhà bên Úc nó xuống giá có thể xuống tới 50%. Mình nghe mình buồn cười quá. Úc mà nhà mà xuống giá 50% thì là đi ra 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 đường nằm hết rồi, là kinh tế nó cực kỳ nó xuống rồi. Giống như Mỹ có một thời điểm ấy, nhà rất là rẻ, kinh tế nó xuống mặt hàng luôn. Xong nó vẫn bán tống bán tháo đi, có người bạn nó mua có 40 mấy ngàn một căn nhà. Thế mà ở bên này mà cái đồng đồng chí mới qua, đồng chí chắc xem cái bọn chuyên môn nó bán nhà đấy, nó mua bán nhà đất đấy, nó nói như thế để cho những cái người không hiểu đấy, người ta sẽ nghĩ là ồ có thể nhà xuống 50% thì bây giờ nhà đang được giá thì mình bán đi để mình lấy lời đó. Cái đấy là nó tung tin ra để nó lừa đảo những cái người Việt Nam đó. Nếu mà ai mà ở hải ngoại đừng có tin tưởng chúng nó, xong rồi nghĩ là ồ bây giờ nhà maybe có thể là nó xuống đến 50%, bây giờ nhà giá nhà đang cao thì mình bán nó đi, xong rồi mình chờ nó xuống 50% xong mình mua nhà. Thế là dại đấy, cái bọn kia là nó làm ăn mà, kinh tế mà. Chào đồng. Hello. Hello Lisa Vũ, hello Thiện Tài Lê, chào tất cả các bạn nhé. Thế mình nghe mình buồn cười quá. Làm vườn không phải tập thể dục. Không, tập thể dục tập vừa tập vừa nghe xem YouTube. Xem mấy người nên cãi chửi nhau. Dân chủ quậy. Dụ đấy. Không, ở bên này nó làm ăn kinh tế nó là như vậy các bạn, chúng nó khôn lắm. Bây giờ nhiều những người Việt Nam không có để ý những cái tin tức của tiếng Anh, thực sự của tiếng Anh đúng không? Thế xong rồi nó ra cái nó lúc nào tuần nào mà không có một cái giấy gạo mình bán nhà gửi vào nhà mình này, tuần nào mà không có. Mấy cái thằng người Việt Nam nữa cứ gửi giấy vào xong đút vào cái thùng thư của mình, nói là bán nhà thì gọi cho nó, rồi muốn muốn xem nhà mà không mất tiền bình thường á. Kể các bạn nghe, khi mà mình muốn muốn vay thêm tiền của ngân hàng đấy thì mình ngân hàng nó sẽ đến nhà mình, xong rồi nó sẽ xem nhà mình trị giá bao nhiêu tiền, nó cho mình vay thêm tiền. Thì cái tiền mà nó tới nó xem nhà mình á là mình phải bỏ ra mấy trăm đô để để cho nó tới nó xem nhà mình. Thế nhưng mà cái bọn bán nhà đó nó gửi cho mình những cái người mà nó cần mua cái nhà ấy, nó nói là nếu mà muốn định giá căn nhà thì miễn phí. Nó sẽ tại vì cái bọn đấy nó có quyền nó ký giấy là cái trị giá căn nhà của mình bao nhiêu. Thế xong rồi nó sẽ tới nó xem thì nó nói là chúng tôi miễn phí đó. Cho nên là những cái đấy là về làm ăn kinh tế của chúng nó, cho nên nhiều người Việt Nam không để ý về thị trường, không để ý đến những cái tin tức, không hiểu gì hết thì nghe những cái bọn nó tung cái tin ra là ồ giá nhà có thể xuống đến 50% đúng không, thì bây giờ nó chỉ dừng lại và nó giảm một tí thôi. Lý do tại sao? Tại vì ngày xưa ấy, Trung Quốc nó vào đây nó mua rất là nhiều và cái thị trường nó ngừng lại một cái thì chính phủ Úc này nó cho Trung Quốc vào mua, cho người hải ngoại vào mua, cho người ta vào mua đấy thì cái giá nhà nó Trung Quốc nó cứ vơ thôi đấy. Đối với nó tiền đâu là gì đâu, mấy cái người Trung Quốc ở Trung Quốc người ta rất là giàu, những người làm ăn đấy mà người ta lại khôn nữa. Ai mà làm ăn được bằng người Trung Quốc đâu. Vào đây nó mua hết, mua xong bắt đầu cái giá nhà ở Úc này nó lên là mầm 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 mầm, nó lên lên kinh khủng luôn. Trong vòng có bao nhiêu năm mà nó lên rất là mạnh.
Thế xong nó lên đến tột đỉnh rồi thì chính phủ nó ngừng lại, nó vẫn cho mua, người nước ngoài mua, nhưng mà người nước ngoài vào đây mua cái thuế mua nhà rất là cao, cao gấp mấy lần cái người người có quốc tịch ở Úc này. Cho nên á, Trung Quốc người ta khôn á, cao như thế thì tao không mua nữa, tao đi chỗ khác tao mua, tao đi Cuba, tao đi cái nước nào nó sắp phát triển, nó ra những cái nước đấy nó mua, còn nó Úc này nó không mua nữa. Đó, mình cũng có bạn ấy, mua mua ở bên này cho con sang đây du học, xong mua một cái nhà, xong bây giờ bảo chứ ơi bây giờ có nhà bán mày mới mua nữa không, nó bảo thôi tao không mua nữa đâu, mua bây giờ cái thuế nó đánh kinh khủng lắm cho nên là tao không mua nữa, tao đi chỗ khác tao mua đấy. Rồi bây giờ nó mới tung cái tin ra là giá nhà Úc hay là Sydney cái tiểu bang khác sẽ xuống xuống đến 50%, xuống 50% thì cả lũ đi đi chết đói hết à, dân Hoa Kiều ở đâu họ cũng tư duy tốt, người Hoa người ta làm ăn hay lắm, người ta biết cách làm ăn, người ta biết nhìn cái thị trường, người ta không có thằng nọ đá thằng kia, cũng có nhưng mà ít thôi, người nào làm cái gì là người đó, mà người ta còn liên kết với nhau chứ không như người Việt Nam. Người Việt Nam thấy người ta mở cái gì ở đâu đắt hàng một cái là cũng mở một cái là như thế, ví dụ cái tiệm phở ở cái khu này, trước khi người ta mở người ta phải đi tìm xem cái thị trường ở cái khu đấy nó đông người bao nhiêu người đúng không, rồi cái một cái tiệm phở này nó sẽ có bao nhiêu người ăn, mình định giá ra như vậy, xong bắt đầu á mình mở thêm ra một cái nữa thì có bao nhiêu khách, nó phải điều tra nó phải này kia các thứ, mẹ thấy có một tiệm phở rồi đông khách quá mình mở thêm một cái nữa, xong thằng khác cũng thấy có cái tiệm phở cũng mở thêm một cái nữa, thế là một cái dãy, một cái đường có bao nhiêu chục mét đấy, hàng bao nhiêu tiệm phở, thế là cứ thằng nọ đuổi rồi nhìn thằng kia thôi đúng không, thì cái lượng khách ấy nó sẽ chia ra làm nhiều, mình nhảy vào là mình chết rồi. Người Trung Quốc người ta không có nhìn như vậy, người ta nhìn hay lắm, chị nói nhưng để ý nó bắt trộm chó thịt kìa. Chó này đâu có ai ăn được, ở đây đâu có ai ăn chó. Lisa quay quay cách bên đấy cho anh em nước biết đi, gần đến sinh nhật Bác Hồ rồi Lisa nên treo cờ Tổ quốc Việt Nam bên đấy để chào mừng nhé. Ngày hình như tháng 5 này ngày bao nhiêu nhỉ, ngày ngày mùng 9 à hay 19 à? Con mình cũng cũng đẻ trong tháng này, ngày 29. Chào tất cả các bạn nhé, dân tàu khôn biết đoàn kết giúp nhau làm ăn, người ta ít ra đấy, người ta không giúp nhau thì người ta cũng không phá nhau, các bạn hiểu không, người ta không có thù nhau, không có tìm cách để đạp nhau xuống như người người mình có cái tật là đi đâu cũng vậy, thằng này làm ăn được hơn thằng kia là bắt đầu ghen tức nhau đúng không, cũng có thì nói chung là giờ người nào cũng là người thôi, nó cũng có cái sự ghen ăn tức ở với nhau nhưng mà nó không đến mức độ nó làm, nhưng mà nó biết là nó ảnh hưởng đến mức nào cho nên là cũng tùy thôi. 19 tháng 5, thằng con mình 29 tháng 5, Bác Hồ là 19 tháng 5. Chào Đồng Hương Hải Phòng, chào Phạm Văn Tuấn. Cứ chồng đi ra đặt vấn đề và mấy con chó cảnh thì biết máu Hải Phòng rồi. À, ngày 19 còn mấy hôm nữa thôi nhỉ. Lát nữa mình đi mua mua vải mình may cờ Việt Nam. Chị...
Rồi cái bọn đấy nó cứ 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 lòe mấy cái người người ta ở bên này, nói cho các bạn nghe, người ta sang bên này bao nhiêu công sức người ta bỏ ra rồi, làm ăn rồi con cái yên ổn, người ta không muốn phiền thì người ta muốn ra sinh hoạt cái cộng đồng đấy cho nó vui, cho nó giải khuây, tại vì chỉ có người Việt Nam với nhau thôi. Mà những cái hầu như những cái người mà già cả hoặc tiếng Anh không không hiểu nhiều thì người ta mới sinh hoạt cái kiểu ở trong cộng đồng thôi, chứ còn bình thường ra những cái người biết tiếng Anh tiếng Ung, những cái người người ta đâu có ai người ta vào trong cộng đồng đâu, đúng không? Xong rồi những cái người không biết đi sinh hoạt cộng đồng thì bị cái bọn mà nó băng đảng cộng đồng nó lãnh đạo đấy, nó đè đầu cưỡi cổ người ta, xong thằng nọ dọa thằng kia. Chung quy lại á là chúng nó toàn bắt nạt nhau thôi, tại người ta sợ Việt Cộng từ cái thời mà ở Việt Nam rồi, nó làm cho bọn Cộng Hòa cho nên nó sợ Việt Cộng. Thế đến khi mà Việt Cộng thắng rồi, nó sợ Việt Cộng giết nó. Chính bản thân chúng nó cũng nghĩ là nó có tội rồi mà, đúng không? Nó nghĩ rằng nó có tội, nó làm tội cho nên nó mới sợ, chứ không làm sao nó sợ. Có xong rồi sang đây nói yêu nước, thương đồng bào. Cái tên sư cha bố nhỉ. Nó thương đồng bào xong ở lại đào hầm lên mà đánh nhau khô máu đi. Chạy sang đây xong rồi phè phỡn ăn hết con mẹ nó cả cuộc đời, xong bắt quay ra ôi tôi thương đồng bào Việt Nam. Đồng bào Việt Nam bây giờ ai có tiền đi khắp các nơi đi du lịch các thứ, tiền đâu nong, người ta buôn bán người ta biết cách làm ăn buôn bán, người ta giàu còn hơn cái dân ở hải ngoại này. Ở bên này ai là giàu? Những cái người làm ăn buôn bán thôi, những người đó người ta có bằng cấp, có kinh nghiệm, người ta làm ăn lương cao. Còn đâu ba cái dân mà sang đây tiếng tăm thì không biết à, thì cũng chỉ đủ ăn rồi, đủ sống thôi. Rồi nói cho các bạn biết là khi mà ăn thất nghiệp, ăn trợ cấp sẽ không mua được nhà. Ok. Rồi đến khi mà già rồi ấy, cho dù là mình có trả hết cái nhà đi chăng nữa thì mỗi một năm á, cái nhà của mình cũng phải đóng mấy ngàn tiền thuế nhá. Rồi tiền trợ cấp nó có cho không? Nếu mà mua nhà đấy thì nó sẽ không cho trợ phụ cấp thêm cho cái tiền nhà khi mà ăn trợ cấp, khi mà ăn tiền già. Tại vì nhà đó là nhà của mình, không phải nhà đi thuê. Ok. Còn nếu mà đi thuê ấy, thì nó cho thêm một tí. Nó cho thêm một tí thì mình đâu có nhà, cuối cuộc đời mình cũng đâu có nhà đâu. Đúng không? Còn nếu mà nhà mà người ta, những cái người mà người ta sang đây lâu rồi, người ta có nhà, người ta trả hết rồi đấy. Trả hết thì có nghĩa là mỗi một năm vẫn phải trả mấy ngàn tiền thuế. Tiền thuế đó là trả muôn thuở luôn. Thì cái đó là cái đất mình thuê, mình chỉ được sở là chủ sở hữu ở trên cái đám đất ấy thôi. Đất là của nhà nước, không phải của mình. Nên bọn ba que nó cứ thích thích khoe, ghét cái lũ chúng nó, như là cho nên mình mới nên mình chửi chúng nó thôi. Số 3 to chiếm thiểu số, nhưng chúng nó to mồm, mục đích chính là để kiếm tiền nên số còn lại không muốn dây với hụi. Đúng rồi, nói thật là bây giờ mấy cái thằng ngu ấy thì nó mới đi, nó làm tay chân cho cái bọn băng đảng cộng đồng ấy, nó đi lòe người này lòe người kia. Ngày xưa nó đe dọa mình ấy, mình chửi cho một trận, giờ câm hết mõm lại rồi. Tại vì chúng nó không hiểu, các bạn hiểu không? Chúng nó không hiểu, chúng nó sống ở đây mà chúng nó không hiểu pháp luật. Nó bị cái bọn kia nó nhồi vào sọ nó là ô, ai mà chửi, ai mà cái gì khiêu khích cộng đồng rồi cái gì làm cho cộng đồng làm sao ấy thì sẽ bị trục xuất về nước. Đó là cái cách dọa của bọn chúng nó. Cho nên mấy cái thằng mà nó không hiểu ấy thì nó mới ngu, thì nó mới như thế. Nó sống ở đây nó chỉ gà què ăn quần, cối xay quanh cái cộng đồng ấy thôi, cho nên nó không hiểu gì hết, cho nên nó mới đe dọa người này người kia. Bây giờ câm hết mõm lại rồi đó. Nhưng mà bên Úc này nó không như ở bên Mỹ.
Bên Mỹ nhiều thằng khố rách áo ôm, cho nên là nó mấy cái thằng bựa thì nó hay đe dọa người ta, rồi nó làm cho nó kiểu như là đàn áp cái tinh thần của người ta đấy, nó khủng bố cái tinh thần của người ta để cho người ta không dám lên tiếng. Thì các bạn thấy bây giờ ấy, ngày xưa mấy năm về trước mình sàn lên nói rất là nhiều rồi, không phải đến bây giờ, nói rất là lâu rồi, mấy năm rồi, thì rất là ít người hải ngoại lên tiếng, mà đôi khi có thể người ta còn cho mình là điên, mình dở hơi rách việc. Thì mình nghĩ là mỗi người có một cái sự suy nghĩ khác nhau thôi, nhưng mà đến ngày hôm nay bao nhiêu người điên giống mình rồi, đúng không? Tại vì người ta ức quá, người ta không chịu được, người ta không có thời gian để người ta theo dõi cái bọn cộng đồng đấy. Bây giờ càng có mạng có này kia các thứ này, người ta mới nghe được chúng nó nói, người ta mới lên tiếng. Bác nông dân Việt Nam làm một năm làm được cả 100.000 đô là chuyện bình thường. Quay lại đây nói chuyện không hề nhìn thấy cái mồm của mình không? Các bạn nhìn thấy không? Cho các bạn xem cái mồm mà các bạn gái nào ấy thích xăm môi, xăm miếc kìa. Xí sớm đi xăm môi là nó sưng, mấy hôm nọ nó sưng như hai cái quả chuối. Nằm ở nhà một tuần đấy, đến ngày hôm nay nó cũng chưa khỏi hẳn. Ở trên này nó vẫn còn bị này. Xí sớm á, đi xăm môi, xăm miếc. Trông ghê không? Phải nha. Đó. À, xăm đó. Các bạn gái nào muốn đi xăm không? Xăm nó sưng nó tèo lên hai cái quả chuối này. Buồn cười lắm. Mỗi một ngày đã nó sưng 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 ra ngoài, ai cũng ôi 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 sao mà nhìn kiếp thế, thế này thì tôi không dám xăm đâu này kia các thứ. Nhớ. Xí sớm. Rồi ở bên này ai cũng suốt ngày so sánh là làm nhiều tiền lắm, ở bên này lương gấp bao nhiêu ở Việt Nam, nhưng mà lương ở Việt Nam á, lương ở đây á một nửa đã phải tống vào tiền nhà rồi, các bạn biết chưa? Còn ăn uống sinh hoạt này kia các thứ nữa. Rồi cuộc sống làm nó đầu tắt mặt tối, rồi cái tinh thần nó không được thoải mái. Người Việt Nam nghèo nhưng mà người ta thoải mái hơn. Đi ra ngoài đường thích cả chửi nhau. Ở đây chửi nhau mấy ai, cãi nhau mấy ai. Nó làm cái gì cũng phải chi tiêu từng đồng từng hào một. Xăng bây giờ một đồng hôm qua một đồng sáu, hôm nay nó xuống được một tí. Xăng dầu á nó lên xuống mỗi ngày, chứ chứ không như Việt Nam động cái nó lên là bắt đầu hét ầm lên, điện tăng cũng hét ầm lên, rồi làm đường thì cũng hét ầm lên. Xong người ta làm cái điện điện cái gì năng lượng mặt trời ấy cũng cũng gào ầm lên biểu tình, cái con mẹ gì cũng biểu tình nhá. Đi xe thu phí ở trên đường nội cũng biểu tình, thế làm sao? Có ai sống ở Mã Lai thì biết, ở Mã Lai một cái đường của nó có 5 cái, à có 10 cái len á, cái đường á, mà mỗi một một phút á nó phải, một phút của nó đi qua cái trạm thu phí á, nó phải thu xem là 3 đồng, mà phải hơn 1 đồng ở bên này gọi là mười mấy ngàn một xe, mười mấy ngàn đồng một xe ở Việt Nam, mà 10 cái len như thế, 1 phút chạy qua, 1 phút chạy qua như thế thì các bạn tính xem bao nhiêu tiền. Không? 10 cái đường như thế mà đi một đoạn lại một một cái trạm, đi một đoạn lại một cái trạm, đi sang Mã Lai kia mà biểu tình kia, sang Thái mà biểu tình kia. Đi sang Mã Lai á, đường nó kẹt xe, nó kẹt khủng khiếp luôn, nó tắc xe kinh khủng luôn. Không thể tưởng tượng được. Thế vừa rồi á, ở bên Mã Lai á, thuê Trung Quốc làm một cái tàu điện. Làm rất là hay.
làm rất là an toàn mà rất là hay, mà không cần có người lái, tất cả là tự động hết. Cho nên là nhiều người ở Việt Nam á, không hiểu cái gì, cứ nghe cái bọn ở bên này nó nói mấy cái thằng ở nước ngoài á, xăng tăng á, chúng mày ra biểu tình cho tao cái hả? Rồi đi mấy cái trạm thu phí ở trên đường ấy, mấy mấy đứa ra biểu tình hộ tao cái, chúng mày hỏi nó xem là nó thu đến bao giờ nó hết. Bố anh sư cổ lợ, mẹ gì cũng gào ầm lên. Ở bên này á, điện rồi ga rồi đủ các thứ loại trên cái cõi đời ấy. Rồi các mấy cái ông cái bà cứ to mồm sĩ diện, có nhà có cửa ấy. Ăn nếu mà ăn trợ cấp thì có nghĩa là không có mua được nhà, đúng không? Không mua được, không đi làm thì nhà băng nó đâu có cho nhà, ngân hàng nó đâu có cho vay tiền mà mua nhà, đúng không? Mà khi ăn trợ cấp rồi sau, ví dụ như có nhà mà thất nghiệp ấy, thì có trả cho trả hết cái nhà đi chăng nữa rồi cũng phải trả tiền thuế, mỗi một năm đóng mấy ngàn tiền thuế, rồi tiền điện tiền nước tiền phone tiền ga đủ các thứ loại tiền, ăn trợ cấp có đủ không? Đó. Dạ, cứ sĩ diện khổ lắm. Rồi kìa, hôm nọ mình xem có cái thằng nào ở bên Đài Loan á, nó nên nó hỏi là ở bên này đấy, ở các nước ấy, người ta đỗ xe ở ngoài đường không bị ăn cắp, mà tại sao ở Việt Nam bị ăn cắp? Nói cho các bạn nghe. À xong nó bảo ở Việt Nam nhiều ăn cắp ăn trộm. Thế thì hỏi chúng nó là bên này người ta làm ra những cái skill camera làm gì? Security camera hay là những cái gì? Cái máy chụp ảnh, cái máy chụp quay phim để gọi là gì? Rồi là những cái hệ thống báo động, rồi hệ thống quay phim, rồi hệ thống cái gì con mẹ gì ấy, để làm gì? Thế không có ăn cắp ăn trộm thì mua bảo hiểm làm gì? Đó, bảo hiểm nó bán cho chó. Mấy đồ ngu. Bên này mua bảo hiểm rất là đắt. Họ biểu tình thuê cho Việt Tân thôi. Hôm rồi bắt 20 tên cả ô tô ở Bót Thăng Long, Hà Nội. Đi ra Bót đấy biểu tình, nó muốn phá cái kinh tế của Việt Nam. Các bạn hiểu không? Nó làm như thế để cho người ta không có sang đây, sang đó làm ăn. Đó, nó nghĩ rằng nó làm cái gì cũng bị thiệt rồi này kia các thứ. Thế bây giờ những cái người có xe, có xe chạy lên những cái chỗ đấy thì phải là những cái người có tiền. Có tiền thì vài ba đồng bạc đối với họ chả là cái gì cả, đúng không? Thế tại sao những cái thằng nghèo này đi giúp cho những cái thằng giàu làm sao? Đó. Những cái thằng giàu nó mới có xe nó lái lên trên đấy, nó có xe thì nó trả bao nhiêu tiền đâu có đáng là bao nhiêu đâu. Còn những cái thằng đi làm ấy, đã không phải đóng thuế rồi. Thì đóng tiền đường, đóng cái người ta làm đường cho chạy đẹp, cho cái xe mình đỡ bị hỏng. Cái đấy nó có lợi bao nhiêu cho mình? Mà cũng cũng đi lên đi biểu tình, toàn những cái thằng khố rách áo ôm này đi biểu tình giúp cho những cái thằng có tiền à. Ngu thế không biết được. Xong người ta làm điện gì à? Làm điện năng lượng mặt trời à? Cũng cũng biểu tình. Thế làm sao? Hello. Bỏ mũ ra chỗ này nó không nắng. Cái con mẹ thì cũng biểu tình thế mới tài chứ. Rồi nói là bên này Việt Nam nhiều ăn trộm ăn cắp rồi này kia các thứ. Việt Nam đúng, không ai nói là không có ăn cắp, nhiều ăn cắp vặt chứ không phải là không có. Nhưng bên này cũng có, bên này cũng nhiều, mà một khi ăn cắp còn bị chết nữa cơ, nó còn giết chết người nữa cơ. Thấy không? Mỹ vừa mới có một vụ cướp tiền á, cả thế giới đều biết á, cãi được không? Mấy thằng bắt que tỏ lá không thấy đứa nào mà thò mặt lên đây nói chuyện mình hết. Em chào chị Minh Anh, Nguyễn Ngọc Lan, chào tất cả các bạn nhé. Cái mồm như sao nó chưa khỏi hẳn. Không cười được, cười nó nên cho nên là ngồi nói chuyện tí. Lên live stream mình mới có cái động lực đi ra làm vườn.
không, ngồi ngoài này xong làm vườn chứ mình cũng lười lắm. Cái vườn của ta đẹp ơi là đẹp, vào cái tay mình nó xấu ơi là xấu, cỏ nó mọc đầy ra xong rồi ôi ôi. Một năm rồi có một hai lần thì lên cơn ra dọn, hôm qua dọn được cái gốc cây kia đẹp ơi đẹp, cái gốc cây này. Cái gốc cây bơ. Đấy, làm được cái chỗ kia kìa. Đấy, nó đẹp đẹp hơn tí. Hôm nay nhỉ, mấy hôm lên nên cơn làm vườn, tại vì cái mồm nó chưa khỏi hẳn cho nên chịu khó ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Chứ mình lười lắm, không thích. Môi chị làm sao vậy? Sâm môi. Khổ. Xí sớn. Đó, các bạn gái có bạn nào sâm môi không? Nó sâm mấy ngày đầu nó tèo lên như hai cái quả chuối. Môi mới sâm xong nó tèo lên xong rồi mấy hôm sau nó mới xẹp xuống. Hôm nay nó vẫn còn, nó chưa có tróc hết ra. Có bạn nào sâm không? Ở Việt Nam sâm rẻ hơn. Ở bên này sâm mới đắt, nhưng mà mình sâm không mất tiền. Như này. Nó sưng lên xong rồi ông xã mình ông ngày nào ông đi làm về ông chú cái mỏ đâu ông trêu mình. Ông bảo mình á, cái gì sâm thêm lần nữa nó mới đẹp. Sâm lại chưa đẹp phải sâm thêm lần nữa. Anh xã Vũ giống tay anh chị cộng sản nằm vùng quá. Đã là cộng sản nằm vùng này đâu ai biết mình là nằm vùng. Nằm vùng mà đưa cái mặt lên đây thì đâu gọi là nằm vùng. Giống tay anh chị. Trong tình yêu yêu nước này, mấy hôm nữa em cũng cái gì? Mấy hôm nữa em cũng đi sâm môi à? Sâm sao? Mình anh phải không đấy? Sâm ở bên Nam bao nhiêu tiền á? Sâm ở bên này không biết mấy trăm, mình cũng không để ý nữa. Trong cái này á, thì 300 đỗ là bao nhiêu? Đấy là 300 đỗ. Còn sâm môi thì mình không biết, nhưng mà mình thì không mất tiền. Già rồi mà sâm cho nó có vẻ nó ấy lên một tí. Mình đi về cái môi mình nó tèo lên này này. Nó xong rồi thằng con mình nó cứ nhìn thôi. Nó cứ nhìn thôi xong cả ngày hôm đấy nó không thèm nói chuyện mình nữa. Xong rồi mình chụp ảnh cho đứa bạn nó xem, nó bảo chứ. Ôi, làm sao mày đi cái mồm mày đang tự nhiên mày đi mày làm như thế? Hả? Tao nhìn cái mặt mày tao muốn đánh mày quá. Vòng đẹp rồi. Rồi khỏi sâm. Xí sớm lắm mà. Chào tất cả các bạn nhé. Bạn đồng chí nào muốn đồng chí nào vừa muốn lên. Đẹp cái gì chị ơi? Chị ơi đẹp rồi, nhìn tươi lắm. Cái này nhìn nó nhạt à, tại vì mình không có muốn sâm nó đậm quá, mình sâm nó nhẹ nhẹ thôi để cho sáng mình ngủ dậy nhìn cho nó đỡ cái
cái con người nó mỡ đỡ đỡ mất cái tinh thần đi, hiểu không? Tại vì các bạn biết không, đàn bà con gái là người ta nói là cái gì, người đẹp vì nụ lúa tốt vì phân mà. Thế mình già rồi thì da rẻ nó không có được đẹp, thì xăm cho nó một tí, sáng ngủ dậy nhìn nó giống ma chơi ấy. Mình soi gương mình không yêu được mình nữa thì đâu có ai yêu được mình. Đồng chí Lợi Minh nên cái môi mình nó như hai quả chuối luôn. Alo, chào đồng chí. Alo. Alo, đồng chí. Không thấy có. Không nghe thấy tiếng đồng chí ơi. Alo. No. Yeah, hello. Chào chào đồng chí Lý Xào Vũ. Đồng chí khỏe Chào không? đồng chí Lợi. Trời Khỏe. cho sao Đồng để chí dậy đi khỏe đồng chí Lý Xào Vũ không? ơi. Đồng chí Trời. Lý Xào Vũ đã Trời. Cái mạng bị. Cái tiếng nó không rõ đồng chí ơi, đồng chí đeo cái gì vào ấy. Vãi giáp. Ừ, vãi giáp. Sao không được cái đồng chí ơi, đồng chí bị làm sao ấy? Không cho được đồng chí xuống đây. Cái gì? Dương Vy chào đồng bọn. Mạng của đồng chí Lợi Minh bên Mỹ sao rồi? Báo cáo với đồng chí là bên bên Úc này bọn ba que chống gậy nó tiêu hết rồi, không thấy thằng nào nữa rồi. Nắng. Đó đồng chí ơi, mấy ông bảo được nữa. Cái mạng nó bị sao? Thấy không, thấy cái mồm mình không có cười xòe được đâu, chỉ cười tủm thôi, không có xòe được. Chào đi giờ. Chào tất cả các bạn nhé. Đồng chí Lợi Minh bàn lại xem nào. Mạng bị làm sao ấy. Tôi rất vui khi có những Việt kiều yêu nước và hiểu biết nhiều về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Mình tôi ủng hộ Lý Xà Vũ. Cảm ơn. Thế nói chung là nên sáng nghe ấy, cái bọn điên điên khùng khùng nó nên nó suốt ngày nó ong ong ở bên này thì chắc là nó cũng buồn nên nó thích lên đây nó chửi nhau thôi, tại vì nó tức nó không về được Việt Nam mà bây giờ nó ngồi đây nó buồn đời rồi, nó nên nó chửi thôi. Nhưng mà chúng nó ngu lắm, chúng nó nói đấu tranh để giúp người Việt Nam nhưng mà thực ra nó đâu có giúp người Việt Nam đâu, nó toàn hại người ta thôi. Hành động dạo này ba que không gây sóng gió trên sóng của đồng chí Lợi Minh, chúng nó thì được cái loè người ta sợ nó thì nó sẽ tiến tới, các bạn hiểu không? Ví dụ như là ai mà sợ chúng nó đấy,
Alo. Ơi, Chào, hello. chào bạn. À, hello hành động. Rồi, chào đi sao bố. À. Hôm nay nhìn đi sao bố trông ngầu quá. Ngầu không? Gái Rồi. nào Ngày nay bọn bọc ra nó chạy hết mất rồi. mà. Giờ kinh doanh nó sao chạy hết mất rồi. Gái nào Đi sao còn bố đâu? bạn đấy. Đúng rồi. Không. Đây, đi sao bố này bảo bọn bác que về chuẩn bị cộng sản nó cấp cho căn nhà này. Đó, như này. Ở đâu đấy? Đó. Ở thành phố Băng Ninh, đi sao? Như sao bố mới biết Băng Ninh không? Không. Em mình đang ở công trường mà. Ok. Đó, nhìn đấy. Ừ. Như sao bố nhìn thấy chưa? Đấy. Cái bọn ba que Gần mở nghìn căn quen. Nếu mà đi đúng đi sao rồi. Nếu mà cuộc sống mà không có được thoải mái thì người dân Việt Nam đâu có lên mạng để xem chúng nó chửi được, đúng không? đấy đi đi sao vừa thấy chưa Rồi. đó Ừ. đấy, ông Thiệu ông nói là đừng nghe cộng sản nói mà nhìn gì cộng sản nó đang làm đó. Bây giờ bảo chúng nó học thuộc lòng câu đó đi. Anh đi Nhưng sao vừa nhìn thấy công trường xong cái mất bọn chưa? đấy thân nó chưa xong ấy. Đầu tư đi chị Lê Sa Vũ. Đầu tư Nói chung là không có tiền. cũng mắc làm nhưng mà cũng hay theo dõi cái nick của Lý Sơ Vũ. Mình đang đang ở thành phố Bắc Ninh nhưng mà sống ở thành phố Hồ Chí Minh mà lại quay về quê hương xây dựng ở quê hương. Đấy. Mình làm nghề xây dựng mà Đấy, Bắc Linh. Bắc đó Linh ở gần ở đâu ngay Hà Nội. em? Cạnh Hà Nội à? Chắc mình với sao vũ chắc cùng tuổi đó. Đây nha, anh Đấy. đi sao vũ nhìn thấy cờ đỏ sao vàng không, nói bảo Trung Quốc nó xây nhá. Con bóc ra nó xuyên tạc bảo Trung Quốc nó xây. Thấy 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 cờ vàng chưa? Trung Quốc nó Có xây thấy càng không? tốt chứ làm sao? Không, nhưng mà nó này không xây dựng được cái gì mà Nó lại 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 bị toàn ăn hàng. Nó lại xuyên gần tạc. Hà Nội. Từ Hà Nội từ thành sân bay Nội Bài về 30 cây số. Ok. Đường này là cái khu tam giác mà Hà Nội Quảng Ninh Lạng Sơn đó. Ok, Hà Nội, Quảng Khu này Ninh, phát khu này, Lạng Lạng Sơn. Sơn. Ta lâu quá rồi. Khu này phát triển lắm. Cái tiếng Đó. nó không được tiếng nó không được nó không được tốt Không được gió hả? rồi. Nó bị vang ấy. Bắc Ninh kinh khủng. Tại là mình đến công trường ấy hút thuốc nhiều quá đó nên giọng nó không được trong á. Không phải cái nó bị vang, nó bị vang cái mạng nó bị vang lại. À thế hả? Đấy, ta nó nhìn thấy thế xây dựng này. Chứ đâu có phải là như ngày xưa đâu, bây giờ người ta xây dựng kiên cố lắm. Đây là có nó có máy đóng 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 cọc xuống lòng đất nè. Đây anh Vũ thấy không, máy móc Đúng đó rồi. Xây bao nhiêu lâu đây. rồi? Xây bao nhiêu lâu rồi? À cái này mới bắt đầu từ đầu năm này, Đấy, rất là nhanh nhá. Ngày xưa là xây cái cái này tủ chăn lâu lắm, mà cái nó xây toàn máy móc thôi đúng không? đúng rồi đúng rồi. Cái Đúng này là tủ điện điện ngầm nhé, chứ chứ bây đâu giờ người ta như như Việt Nam ngày xưa là phải xây từng cục gạch một lên đúng không? không, bây giờ làm máy móc mà bê tông tươi hết à, máy móc hết nha bố ơi, làm sắt cũng qua máy hết á, bây giờ con người chỉ là phụ thôi. Đúng Mà rồi. ở đây là gần 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 1.000 căn thì sao bố ạ. Cái này là Cô này của gần nhà nước xây hay là tư nhân họ họ xây?
Không, cái này thì nhà nước là quy hoạch, nhưng mà kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư. Đây là Đó. toàn bộ là doanh nghiệp trong nước xây dựng hết đó, chứ không phải là dự án này nó khoảng độ gần gần 1 tỷ đô. À, Ở Bắc đó, Ninh nhìn thấy không? đất có đất không? Đây, Sao lý cả đất đây buổi mà, chúc cháu đất vui đây mắc mà. Đấy, vui nhìn vẻ sao bố nhìn thấy nhiều. vui vẻ mạnh mẽ may mắn và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn Trương Minh Tạo. Như Hello sao chị, Vũ nhìn thấy đọc cái tóc, được cái tóc nói nào? hay hơn thì mất dạy Duy Nguyễn nói chúc chị thật nhiều sức khỏe. Sao lại nói Duy Nguyễn là mất dạy Như sao Vũ à. nhìn thấy cái mấy cái cặp bên nào? Đó bây giờ làm Cái cặp. bây giờ xây nhà không có như ngày xưa bảo xây từng 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 cục gạch nữa rồi, bây giờ người ta cũng làm ăn cũng cũng hay lắm rồi này, nhưng nhà Đây tầm toàn gỗ nhà thép tiếp hết đây, luôn, đây sao hàng Vũ toàn máy ơi. móc thôi đấy. Đấy máy móc hết. Những cái này nó đóng xuống lòng đất là nó chống động đất độ 6, trên 6 độ richter đến 7 độ richter nhá. Động đất là không bao đổ nhà được. Đó. Hello, à, cho chị nói chuyện mấy phui kia. Sao lại nói là hồi Duy Nguyễn mất dạy? Mình thấy Duy Nguyễn nói cũng được mà. Cái phong cách đó là phong cách của tuổi trẻ. Cho nên nếu mà mình lớn tuổi thì mình không nên nên giống như là có ý kiến với bọn trẻ, nó nói chuyện nó khác nhau với lại những cái bọn già như mình. Hiểu không? Cho nên chúng ta phải cái gì phải thu nhận, nó nói đối với Lisa Duy Nguyễn nó nói rất là nó có rất là nhiều kiến thức đúng không, nhưng mà cái cách nói là cách nói của tuổi trẻ nên chúng ta cũng không nên trách làm cái gì đúng không. Theo Đấy, mình như thấy sau. là Duy Nguyễn, cái cách nói của Duy Nguyễn rất là hay, nhưng mà nói cho cái bọn trẻ nó nghe mà phản biện rất là hay, rất là cứng. Nói chung là cái thời buổi bây giờ nó không như là ngày xưa, mình lớn hơn mấy cái đứa nhỏ rồi, mình cứ ý kiến ý cò về cái cách ăn nói, cái cách đối xử của chúng nó khác mình. Nó mình đứng lên khó quá. Nếu mà mình thích nghe thì mình vào mình nghe, không thích thì thôi, sao nói nó mất dạy. Đấy. Gạch, kể cả gạch này là gạch gạch nhà máy nhá, nung bằng điện chứ không phải là bằng than đá ngày xưa. À, thì sao cô thấy này, này hầm này. Đó. Chứ không phải như bên nước ngoài mà xây dựng làm nhà bằng gỗ đâu. Đây làm kiên cố lắm. Toàn sắt thép không à? Duy Nguyễn nói và phản biện hay và thuyết phục được nhiều người. Đúng rồi, cái cách nói là cách nói của Duy Nguyễn là cách nói cho bọn trẻ nó nghe. Đúng không? Cho nên đôi khi mình cũng rất, nếu mà những cái người già mà người ta có cái tư tưởng là giống như là hiện đại một tí á, thì người ta sẽ thuyết phục được. Tại vì mình đừng có nên già nua quá thì mình nghe nó không được xuôi tai, thực sự là như vậy. Nhưng mà cái cách nói của Duy Nguyễn là cách nói với cái bọn trẻ bằng cái lứa tuổi đấy hoặc kém thì chúng nó phải nói chuyện như vậy, như thế nó quá lịch sự rồi. Chứ bình thường chúng nó ở ngoài đời chúng nó một câu tục một câu, ở bên này cũng vậy này, bên này bọn nhỏ là một câu nói một câu phát một câu đó. Cho nên chúng ta phải chúng ta già chúng ta cũng phải đi theo thời đại nữa, đừng có quá khó khăn đúng không. Duy Nguyễn nó nói chuyện hay chứ, nó phản biện rất là nhanh, cái phản biện cái gì của nó nói rất là nhanh, phản biện rất là nhanh. Mình nói một câu nó nói lại bật lại được ngay, rất là hay, không phải ai cũng làm được như vậy, không phải ai cũng có nhiều kiến thức Duy Nguyễn đâu. Cho nên các bạn đừng có giờ xây gạch không nung rồi. Đó, đây đây là mỗi một căn là đều có thang máy hết nha.
thì sao cũng nhé. Ừ. Hơn 600 căn là hơn 600 cái thang máy nhé, chứ Ừ. không phải là như ngày xưa đâu. Mà cái sau này cái nóc Ừ. thang máy này, mỗi Yeah. một căn này nó tương đương, mỗi một căn này nó tương đương khoảng 2.500 đô la, hai trăm năm Wow, mươi cũng ngàn đô, đắt nhờ. 250.000 đô Wow, mà đắt thế. được năm đầu á. Và diễn Nguyễn mà không xưng hô cho rõ nên nó tưởng trẻ trâu nó chửi oan đấy. Đúng rồi, khi mà mình nói chuyện mình nên nói mấy cái tầm ngang tuổi mình, hoặc ví dụ mình có nói với chúng nó thì mình nên nói những cái câu gì nó gì một tí, chứ không bây giờ chúng nó cái diễn đàn của nó là diễn đàn trẻ, mình chui vào đấy mình nghe xong mình nói không những cái câu không phải là nó đọc luôn ấy. Là đúng không? Đối với diễn đàn của Duy Ừ, Nguyễn, đúng những rồi. người lớn tuổi và cảm thấy khó chịu, hoặc là những cái người tự ti á, giống như là tự ti bản thân thì cảm giác như là nó đang chửi, nó đang khinh người, nhưng thực sự cái kiến thức của nó rất là hay và nó phản biện rất là nhanh. Đấy, phản biện rất là nhanh, mình phải công nhận cái nó nói rất là hay. Nên các bạn nghe Duy Nguyễn thì phải phải nghe là phải chấp nhận, tại vì nó là tuổi trẻ, nó bằng cái tầm con cái mình thôi. Bây giờ mình ngồi mình nói chuyện với con mình cũng không chịu được ấy. Đúng không? Nó nói cái cách nói của nó khác mình, không giống mình được. Cho nên là thì mình nói chung là mỗi người một sự suy nghĩ, nhưng mà đối với mình thì mình thấy Duy Nguyễn là như vậy. Còn bạn nào cho rằng cảm thấy khó chịu thì có thể là cho là Duy Nguyễn không có hay, không có gì, nhưng mà theo ý mình ấy, mình khuyên các bạn là như vậy. Mấy cái nữa, Đấy, nếu mà đó ai gọi ai là cảm động đấu khẩu tốt. không nghe nữa thế thôi, đúng không? Nên sao Vũ, Đó. thế Thì còn như nói bây chung giờ là mình tìm những cái người nào nói mình cảm thấy ok thì mình nghe. Chứ nghe còn không mỗi nhìn người mỗi xuống ý, bây giờ ngoài nhớ. Người mấy cái ta thường nữa người là mình cho rằng người đó nói không hay, nhưng mà người khác lại cho rằng cái người đó nói hay, cho nên là mỗi người một ý. Nhiều người cũng cảm thấy là mình Lisa xào nói chuyện chả ra làm sao, mà mình cũng thấy mình chả ra làm sao. Ngồi trên này nói vui đi, chơi cho nó chơi, mà thế nào gọi là chơi Facebook, chơi Facebook, chứ không ai nói nên nên nói là nên nên để làm việc hết, hiểu không? Nên nên giải trí thì ai có ý kiến không hay cò hay thì không mình đấy. không quan trọng, mình yêu nước mình cứ nói sự thật thôi sao cũng ạ. Đó. Chứ còn Gà hay vịt hay thì thì người ta cho hay, ngang mà ngậm dở thì người ta bảo dở, mình quan trọng gì đâu. miệng. Đấy, như sao Đã vụ đưa cái mặt lên đây là chấp nhận người khen người chê rồi, đúng không? Giới trẻ cần xấu là có người người Việt Nam thì sao như vụ Duy ơi. Nguyễn ra mặt phản biện. Đó. Phản biện thì bọn phản động xuyên tạc mới bớt sủa. Quảng lại mình rất ủng Rồi, hộ tài của Duy Nguyễn, đúng rồi. Yeah. rồi chào Ninh Sa Vũ nhé, chào mọi người nhé, chỉ quay cho Ninh Sa Vũ Ok, cho cảm gia ơn đình mình Hạnh xem vậy nhé, cho mọi người thôi. xem những cái công trình của Việt Nam nhé. Ok, Nói chung là hẹn gặp. đấy, cả Việt Nam phát triển chứ À. không không cứ một tỉnh nào đâu Ninh Sa Vũ. Rồi bây giờ xin phép để đi nghỉ trưa À, nhá, chiều làm tiếp. Rồi bye bye. ok, cảm ơn nhé. Có khoản khối lượng không anh khách mời cái gì? Bây giờ thì đúng rồi, bắt buộc con người khi mà cái đất nước nó phát triển thì bắt buộc con người là phải đi theo cái thời đại thôi, đúng không? Ngày xưa những cái người mình làm gì biết mạng là cái gì, đúng không? Bây giờ ai ai cũng biết rồi, hầu như chỉ những người già người ta không chịu, người ta không thích chơi mấy cái này thì người ta không để ý thôi. Còn nền mạng này nó cũng có cái hay của nền mạng nhé. Nhiều người nói là Facebook là cái gì ảo này kia các thứ, nhưng Facebook nó cũng có nhiều cái hay.
để cho mình nhìn được cái hay cái dở, đúng không? Cuộc sống là phải vậy mà, mình phải nhìn được cái xấu và nhìn được cái tốt để mình phân biệt nó, cái gì là tốt, cái gì là xấu. Chửi nhau cũng có cái hay của chửi nhau để cho người ta xả stress ra. Mình cứ cảm thấy vui là được chị ạ. Đúng rồi, cuộc sống mà, mình đi tìm những cái thú vui cho mình, chứ mình đi cứ suốt ngày đi tìm những cái buồn lắm gì, đúng không? Xin chào Việt Cộng Nam Vùng, chào anh chị em diễn đàn, chào Hoàng Trung Hiếu, chào tất cả các bạn, chúc mọi người rực rỡ cùng màu đỏ dọc trời hoa phượng. Chào em voi xinh đẹp, chào tất cả mọi người nhá. Thì đó, ở bên bên hả Việt Nam thì nhiều người lý do tại sao người ta muốn ra hải ngoại, người ta muốn tìm mấy công việc làm kiếm nhiều tiền cho nó nhanh, đúng không? Ở Việt Nam thì ở sống ở đâu cũng vậy thôi, cái đồng lương nó theo cái giá trị của cái cuộc sống ở đó, đúng không? Ở đây á, mình làm nhiều tiền thật, nếu mà đem ra so với Việt Nam thì nhiều thật, nhưng mà cái cuộc sống, cái mức của nó rất là cao, đúng không? Mua cái gì cũng cao, ở nhà thuê cũng cao, đi làm á, ví dụ như 4-5 ngàn đô một tháng thì á, mất một nửa vào tiền nhà rồi đó, chưa tính xe cộ này kia các thứ, bảo hiểm bảo hiếp cái gì cũng 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 có tiền 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 tiền. Cái tháng này à, ai cũng méo hết cả mặt lên, tiền nọ tiền kia đủ các loại tiền nó về. Tiền riêng tiền phone nhà nhà mình á, 4 người dùng là đã đến, xem nào, cả internet 60, 100, 200, 300 đô một tháng tiền phone các bạn. 100 đô Úc là 1,6 triệu bây giờ. Bây giờ tiền tiền Úc đang xuống 1,6 triệu. Ok, 100 đô là 1,6 triệu, mà một tháng là mình dùng cho mà hai bố con thằng kia là 200, 300, 350 đâu, 300, 350 gần tiền internet nữa, thằng kia 100, thằng kia 100, thằng này 100, 300 internet, lại cái thằng này nữa 400 chứ không phải 300 đâu đó, cả tiền internet rồi tiền mỗi một thằng có một cái phone nữa, mỗi một tháng nó phải trả 100, mà mua phone ở đây là mua trả góp đó, chứ không phải là mua cái khoản tẹt một cái bỏ một ngàn ra để mua đâu các bạn. Có nghĩa là bây giờ mình ra mình ký một cái hợp đồng, mỗi một tháng mình trả, như thằng con mình nó mua cái iPhone 10 nó phải trả 90 đồng là tiền hợp đồng, mỗi một tháng nó phải trả như thế, thì nó không nói là không phải trả tiền tiền phone, nhưng mà thực tế cái tiền phone nó đã tính vào trong đấy rồi, mà phải hợp đồng ký 2 năm. 2 năm mỗi một tháng trả 90 đô, 100, đôi khi nó dùng quá thì là 1 gig là nó thêm 10 đồng nữa, thì cứ tính cho nó gọn cho nó 100 một tháng đi, một mình đồng đấy là 100 một tháng đi, thế 100 mà nó ký hợp đồng 2 năm thì các bạn tính xem mà mấy ngàn, thế là một cái iPhone 10 là bao nhiêu tiền, mà đến khi trả xong cái hết cái hợp đồng ấy là 2 năm là 2.000 mấy, 2.400 đúng không? 2.400 cái phone đấy là mình được gọi bao nhiêu rồi một tháng được dùng bao nhiêu nó tính hết vào trong đó rồi. Đó là đấy là riêng tiền phone đã như thế rồi, các bạn tự nghĩ xem. Đó, chưa tính những tiền bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà. Đó, bảo hiểm những cái đấy đâu có thằng nào nó cho mình đâu. Đó, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà. À, bảo hiểm đồ đạc trong nhà, ví dụ nó vào nó ăn trộm ăn cắp ấy, mình bắt đầu mình khai thì bắt đầu
bảo hiểm nó đền cho. Rồi bảo hiểm xe. Một thằng con mình năm nay nó 18 tuổi, nó đi xe, mình mua bảo hiểm 2 triệu ấy, là 1.800 đô một năm. Ok. Thì cái mức, các bạn thử nghĩ xem là cái mức sống ở bên này nó như thế nào. Làm so ra cái tiền Việt Nam á, rất là nhiều. Nhưng mà hãy so chỉ riêng tiền phone thôi. Mỗi một người, mấy cái thằng trẻ nó dùng nhiều, cho nên cái tiền đấy nó dùng rất là nhiều. Một tháng là nó mỗi một thằng ba thằng nó là 300 đô rồi, là tiền internet, là tiền phone của mình nữa, mình thì dùng ít thôi. Ví dụ ở nhà này livestream thì cái wifi ở nhà thì mình không có tốn nhiều tiền, rồi mình trả hết cái phone của mình rồi, mình chỉ mua sim để mình dùng thôi đó, các bạn thấy không? Đấy, cứ ở bên này so ra cái tiền ở bên này nó làm nhiều lắm, tính ra bao nhiêu triệu, nhưng cái cuộc sống, cái mức sống ở bên này nó cao, hiểu không? Mấy ông ba que cứ suốt ngày khoe nó đói dài mõm rồi. Xin chào tất cả anh chị em trên diễn đàn, chào tất cả các bạn nhé. Cho nên đừng có nghe cái bọn ở bên này nó chỉ khoác lác thôi, nó làm cho cái mấy cái người nghèo ở Việt Nam á cứ cứ ngóng 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 muốn sang đây. Ở bên ấy, xứ này á, một là thật nhiều tiền thì sang đây sống, hai là thật nghèo mà sang được đây là tốt. Còn á, cái kiểu như dở dở ương ương ấy người ta có tiền á, người ta rất là nhiều tiền thì người ta bay đi bay lại, người ta muốn về Việt Nam lúc nào cũng được. Người ta có một cái cụ trụ cột rồi thì người ta cho dù người ta sang đây, ô cuộc sống bên này không thích hợp với tôi không có ở, thì người ta lại bay về Việt Nam không sao, người ta có sẵn nhà và sẵn cửa người ta ở rồi. Hoặc là những cái người mà nghèo quá mà ở Việt Nam không tìm ra cái cuộc sống này kia các thứ, người ta sang đây người ta chịu khó người ta làm ăn á thì ok đó. Nên đâu có ai nói là bên này là tệ hết đâu. Bên này đương nhiên là nó phải 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 sướng hơn Việt Nam nếu mà nói về cuộc sống. Nhưng mà Việt Nam cũng có nhiều cái sướng chứ nếu mà mình biết sống. Còn những cái tệ nạn ở xã hội thì ở đâu mà không có. Các bạn thấy vừa rồi ăn cướp nó xe nó đè bẹp đấy. Rồi chỉ bị 30 chục đô mà đuổi theo nó rồi nó cán chết đấy. Đấy, cái đấy không có sao không thấy đứa nào nói vậy. Rồi lụt lội năm nào ở Mỹ cũng lụt lụt liên miên, nhưng mà chúng nó đâu có biết đâu, chúng nó chỉ biết mỗi cái bô sao thôi. Ok, nói chuyện đến đây thôi nhá các bạn. Mình luôn cứ mồm mồm, không cười được. Không cười xòe được, không cười tè được, chỉ cười tủm thôi. Nó chỉ thổi phồng lên thôi chị ạ. Sau này Việt Nam là very good rồi, rất là tốt rồi. Cuộc sống thoải mái, mình ở đất nước mình, nói tiếng của mình, chửi nhau bằng tiếng của mình. Còn cái người người ta có đầu óc làm ăn thì đi đâu người ta cũng giàu. Một khi người ta đã giàu, người ta đi đâu người ta cũng giàu. Còn cái thằng nghèo ấy, đã nghèo ấy thì đi mẹ đâu cũng nghèo ấy. Cho dù có sang bên này cũng nghèo, có khi sang bên này nghèo, đã nghèo rồi thì tại sao nghèo không có chịu suy nghĩ làm ăn này kia các thứ thì mới nghèo đúng không? Còn người ta có đầu óc người ta làm ăn, người ta muốn nhiều tiền thì người ta sẽ suy nghĩ nhiều cách để người ta kiếm được tiền. Cái thằng nghèo đi đâu cũng nghèo à? Nên nhớ rằng như vậy. Còn cái thằng giàu đi đâu cũng giàu. Cái số phận này, đừng có so sánh nữa. Giờ gọi là 9 ba que F1 đến F3. Làm sao không hiểu. Đang vào. Nói tiếp đi chị Ni Xà Vũ ơi. Nói gì? Thì nói hết rồi. Nói chung là nói về vấn đề gì thì Ni Xà, tại vì hôm qua mình nghe thấy có cái đồng chí ở bên này á, đồng chí mới sang đây, đồng chí mua nhà, xong rồi đồng chí lên mạng, đồng chí nói
là có thể nhà nó sẽ xuống đến 50%. Mình nghe thấy mình nghĩ rằng cái đồng chí đấy là bị cái bọn ở bên này nó tuyên truyền rồi. Tại vì cái đó là một cái tin nó tung ra để cho ai sợ ấy, thì đi mà bán nhà đi. Đúng không? Nếu mà khôn ấy thì họ tính toán, họ nghĩ là ồ bây giờ nhà nó đang nó xuống, nhưng mà nó không xuống nhiều, nó chỉ xuống, nó đứng lại và nó xuống một tí thôi. Còn cái mấy cái người sang đây về suy nghĩ là cùng một cái địa điểm, nhưng mà cái nhà mới và nhà cũ nó phải có cái giá khác nhau, ok? Làm gì có cái vụ nhà xuống đến 50%, nhà xuống 50% đã nghèo hơn Việt Nam rồi. Bây giờ ví dụ mua cái nhà, bây giờ trị giá cái nhà này 600 ngàn, rồi xuống một nửa còn có 300 là chết à. Rồi những cái nhà mà người ta mua từ mấy năm về trước ấy, ví dụ người ta bỏ ra, người ta mua với trị giá 400 ngàn, ngân hàng nó cho vay cái số tiền như thế. Thế bây giờ nhà nó xuống 200. Ví dụ như là cái người kia không trả nổi cái tiền đấy, thế ngân hàng nó bị lỗ à? Nó lấy cái căn nhà về nó bị lỗ à? Đâu có vụ đấy, như thế là kinh tế nó xuống đến tột cùng rồi. Không có thể bao giờ mà nhà xuống 50% ở Úc này. Nha. Nên những ai đừng có nghe nghe vào những cái đấy rồi á, dại dột đi bán cha nó nhà đi, rồi tính toán tính khôn mà. Nhiều người người ta nghĩ khôn lắm. Bây giờ nhà đang ok này, mình bán đi, mình bán này mấy trăm ngàn, xong rồi mình chờ nó xuống. Nó xuống một nửa xong mình mua mấy cái. Làm gì có cái vụ đấy. Nó xuống một nửa chắc mình mua vài cái thôi. Chắc lúc đấy mình chết mẹ rồi, ra ngoài đường mở nhà xuống 50%. Điên. Trừ khi kinh tế nó khủng hoảng thôi thì nó mới xuống đến cái mức độ như thế, thì ra đường 70% ra đường ở rồi. Việt Nam có hơn 90 triệu đảng viên thì cái gì tà sao được, làm sao không có ba que vào đây nhỉ? Bọn nó chỉ rung cây dọa khỉ thôi. Đây là cái mấy cái người ở bên này, cái người đó nói là nói thật, chắc người ta thu nhập được cái tin tức ở đâu ấy, người ta nói như thế. Nhưng mà mình nói là không có cái vụ nhà Úc này á, trừ khi kinh tế nó xuống đến cột kiệt quệ nó mới xuống cái nhà nửa 50%. Thì rất nhiều người chết, đúng không? Giờ xuống cái mức đấy là bao nhiêu dân là không có công ăn việc làm này kia các thứ. Ví dụ như 600 ngàn cái căn nhà mà người ta mua 400 ngàn cái căn nhà, bây giờ nó xuống một nửa bán được có 200, thế nhà băng nó kéo về nó chết cha nó à, đúng không? Cho nên không thể xuống 50% được. Mà ai có tiền cứ đầu tư nhà là hay nhất. Ở Việt Nam cũng vậy. Có bốn que được không? Bốn que. Ba que thôi. Việt Nam. Ok, vậy đi nhá các bạn. Nói chuyện đến đây thôi. Mình nói cũng cũng dài rồi. Hẹn hôm khác. Cái nick của cái vu 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 ni xả lại bị nó báo cáo rồi, lại mất lại lại bị 30 ngày không không được lên mạng vào cái nick kia, cho nên mình mới vào cái nick này mình nói chuyện thôi. Cái nick kia nó lại báo cáo rồi, tiên sư cha nhà nó, chúng nó bảo là cái gì tự do dân chủ, mà người ta nói chúng nó là bắt đầu nó chửi chửi đủ các loại. Khi mình chửi lại nó thì nó báo cáo. Nó hèn thế không biết được. Theo tin phản động năm 2020, Việt Nam sát nhập
thành một tỉnh của Trung Quốc, vậy chị mở lớp dạy tiếng Trung cho Ba Que để chúng nó về tiếp tục làm Việt gian nhé. Đúng rồi, bọn nó ngu thật đấy. Mẹ, năm 20 mà của Trung Quốc thì bây giờ gào thét làm gì? Đã mất nước rồi, còn gào thét làm gì nữa. Ok vậy đi nhá bạn, iPad của này xài hết 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 điện rồi, nó tối om rồi. Ok, bye bye. Chúc mọi người mạnh khỏe nhé. Tốt hay xuống đó mà, tôi hay xuống đó mà. Ok, bye bye.